Theo số liệu thống kê sơ bộ mà Tổng cục Hải quan vừa công bố, Phú Thọ là một trong 11 tỉnh thành của cả nước có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, lũy kế từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt gần 1,22 tỷ đô la Mỹ. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm ngành may, vải bạt, linh kiện điện tử, chè, gạch men. Kim ngạch xuất khẩu cao đã góp phần tác động tích cực đến tăng trưởng, giúp cán cân thương mại hàng hóa của tỉnh trong 2 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 144 triệu đô la Mỹ. Ngoài Phú Thọ, trong top những tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, còn có Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng và Thái Nguyên.